Hôm nay cả nhà mình quyết định đi đảo Nhiếm. Mình kéo cả bầu đoàn thê tử cả nhà mình đi đảo Nhiếm. Cũng là một cái cơ hội để cho con giấy nhũi nó ra ngoài khám phá thiên nhiên trong cái thời điểm nghỉ học này. Hy vọng là nó sẽ có những cái kỷ niệm vui gắn bó với thiên nhiên ở Tây Ninh trong cái thời gian nghỉ hè hơi sớm này. Có gì mình sẽ tường thuật cho các bạn coi nha. Thế nhũi được lên TV, được lên kênh Giới Nhũi Channel rồi ha. Đây là con Minh Phèo. Đảo Nhiếm thì nó nằm giữa lòng hồ Dầu Tiếng, thuộc xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Đường đi thì rất là dễ thôi, các bạn cứ đi thẳng cái đường tỉnh lộ 781, xong rồi tới cái ngã ba bờ hồ thì sẽ đi hoài thêm chút nữa sẽ tới một cái bến tàu, ở đó có tàu đưa các bạn ra đảo. Nhưng mà tụi mình thì chỉ nhắm cái hướng là cái hướng biết là cái hướng đó thôi, nhưng mà tụi mình cố tình đi những cái đường tắt, là không đi đường nhựa mà đi những cái đường đất đỏ chạy dọc theo kênh để có thời gian thảnh thơi chạy chậm chạp, ngắm kênh, ngắm cây cỏ, khám phá cái trải nghiệm nó thú vị hơn nhiều so với là đi đường nhựa. Với lại một phần mình cũng muốn chỉ cho con mình những cái trang trại nuôi bò này, trên cái đường này người ta nuôi bò, nuôi vịt, rồi có những cái đàn trâu, những cái đàn cò rất là đẹp và nên thơ. Xong rồi tụi mình cứ rẽ những cái con đường nhỏ mà đi thôi. Thì trên đường này nó có rất là nhiều khổ qua đó, các bạn thấy không? Với lại mì à, cho nên người ta hay gọi dân Tây Ninh là dân củ mì là vì vậy đó. Tây Ninh chủ yếu là trồng cao su và củ mì. Đó, bên tay trái tiếp tục là khổ qua nè các bạn. Rồi đây là những cánh đồng mì rất là to và rộng lớn. Hồi nãy mình có nói là đảo Nhiếm là nằm giữa lòng hồ Dầu Tiếng, thì sẵn tiện bây giờ mình giải thích sơ về hồ Dầu Tiếng. Thì nhắc đến Tây Ninh, ngoài cái núi Bà, ngoài cái đạo Cao Đài ra thì người ta vẫn hay nhắc đến hồ Dầu Tiếng. Hồ Dầu Tiếng thực ra nó nằm trên địa phận của ba tỉnh là tỉnh Tây Ninh, Bình Dương với Bình Phước, mà trong đó thì phần lớn là nằm ở Tây Ninh. Và đây là cái hồ nhân tạo như các bạn, chứ không phải là hồ tự nhiên, và làm cái công trình thủy lợi quan trọng nhất ở khu vực miền Nam phục vụ cho nông nghiệp. Đi hết chạy ngoằn ngoèo qua những con đường tắt do tụi mình tự nhắm hướng mà đi thì tụi mình cũng đến được bến tàu. Các bạn cứ ra bến tàu thì lúc nào cũng có tàu sẵn sàng để đi hết. Tàu có khách là cứ có khách là chạy thôi, chứ họ cũng không có chạy theo một cái lịch trình cố định. Tại vì bình thường mỗi ngày người dân từ trong đất liền họ vẫn ra đảo để mà trồng trọt, để mà lao động. Có thể là nhà của họ trong đất liền nhưng mà đất rẫy của họ nằm trong đảo. Trời ơi, đó là đảo Nhiếm hả? Dạ. Lỡ nay năm 93 tới giờ em ơi. Nay dạ. Năm 93 lần nay nhiêu năm? 27 năm hả? Khu mình đi, đáng lẽ đi mùa nào đẹp nhất anh? Đảo này. Nếu mà em đi tháng 10, nước ngập lên mình vô đầm sen. Có đầm sen mệt, sen trắng hết phải không? Sen thế nào? Còn em đi tháng này cũng như mình đi hưởng không khí. Tại ngồi ở đây nắng, đường xe rồi bụi bặm quá, em vô cổng đâu có xe cộ đâu, còn không khí trong cây trong lành mát mẻ. Cái Đảo Nhiếm là nó ví dụ nó có 4.000 mẫu là mình đi bộ được, còn tới đất nước nó giật xuống cái đó mới như cái mấy bào vậy đó, ở trên gò ở đó trụng rồi cái nó sen nó mọc lên mà cũng Đảo Nhiếm luôn. Ở trên đó, trên đảo có bao nhiêu hộ dân anh biết không? Hồi trước này mình chưa bây giờ là đông lắm, mấy trăm em nói nóc da chứ còn hộ dân ngàn. Người dân thì ngàn hay ngàn người. Hộ gia đình ấy. Hộ gia đình đó thì giờ là còn 8 mấy hộ. Sao bây giờ? Hồi trước nó chưa bây giờ là tới 300 mấy. Mà sao bây giờ vậy? Tại nó lấy đất đó nó mới giao lại cho tập đoàn Sơn Cầu đó làm du lịch. Làm xong chưa? Giờ tham quan được chưa? Trời, giờ nó mới trồng cây gỗ xưa, cây cây này cây kia là nó lại không có dầu đồ làm dầu thơm rồi đó. Những cây cọ cây đồ trồng ở những cơ quan đồ mấy tấn quỷ rồi đó, quỷ đâu mấy cây cọ tấn như cây thúng nước mình vậy đó. Ngày chính giờ thì nó đang nuôi hưu sao chim cháu đang lát anh dắt em cho tổng cho em coi chim. Mùa dịch đó vắng khách cho nên là ba đứa tụi mình bao nguyên cái tàu của anh Trường để ra đảo luôn.
mùa này rất là trong và khá ấm, cho nên mình có dặn anh Trường là chút nữa kiếm cái bãi nào mà nước sạch, cát nó mịn, nó cho với nhũi nó tắm cho đã luôn, tại nguyên cái mùa dịch này nó đã không có được đi bơi rồi. Thiệt tình cua con gái người ta 18 tuổi. À, hồi đó anh bị dụ á. Trẻ con đúng là nhiều năng lượng, nó không bao giờ ngồi yên hết à. Đã không có mặc áo phao rồi mà nó còn phá tới phá lui, làm cho con tàu nó muốn chồng chành. Rồi tới giờ tưng của nó lên rồi đó. Hip hop never die. Anh Trường dừng lại cái bãi này cho dế nhũi nó bơi. Cảnh đây rất là đẹp. Một bên là núi Bà hình cái nón lá, một bên là hồ, nước trong xanh và mát rượi luôn. Bơi ngửa ra. Bơi ngửa cho chú coi kìa. Bơi đã đời rồi, tụi mình tiếp tục di chuyển đến bến đò của chú Thạch, cách đó cũng không có xa lắm. Tụi mình cũng hơi chủ quan, cứ nghĩ là đảo Nhiếm cũng giống như đảo Nam Du hay đảo Hải Tặc hay là đảo Phú Quý. Trên đảo thế nào cũng có người dân địa phương bán đồ ăn đặc sản của đảo, cho nên là đi mà không có mang theo bất kỳ một cái đồ ăn gì hết luôn. Mang vô. Bây giờ chúng tôi đã tới đảo rồi, bước lên đất liền đây. Sợ tụi mình đi bộ giữa trời nắng cho nên là anh Trường mượn xe của người dân địa phương đưa tụi mình đến một cái quán nước gần đó. Đó gọi là cái bến tàu của chú Thạch đó. Cách ngay cái tàu của anh Trường đậu là khoảng chừng 200m thôi. Hồi nãy anh Trường có nhắc đến công ty Xuân Cầu. Thì để mình cung cấp thêm thông tin cho các bạn. Tức là hồi năm 2016-2017 gì đó thì Ủy ban Nhân dân tỉnh có ký quyết định là cho công ty cổ phần đầu tư Xuân Cầu thuê đất tại cái đảo Nhiếm này để thực hiện dự án đầu tư bảo vệ phát triển rừng rồi kết hợp với phát triển du lịch sinh thái. Thời hạn sử dụng đất đó là 50 năm. Thì trong cái dự án có 3 hạng mục chính. Thứ nhất là khu resort nghỉ dưỡng sinh thái. Thứ hai là khu vui chơi, rồi hoạt động thể thao giải trí dưới nước. Thứ ba là trồng rừng nuôi thả thú. Hiện tại đến cái thời điểm tụi mình ghé thì công ty Xuân Cầu họ đã nuôi được cũng rất là nhiều con thú và họ đã trồng được nhiều cây rừng rồi.
sáng chạy thật sáng mà. Mấy con sáo khác người ta nuôi thả rong vậy luôn các bạn. Nó cũng chẳng bay đâu xa, nó cứ quanh quẩn xung quanh nhà thôi à. Đây là gà Đông Tảo nè. Các bạn nhìn bộ chân của nó kìa, to chưa? Rất là khác với gà thường nha. Còn đây là con cù lần nè. Các bạn nhớ gần đây người ta có chiếu cái bộ phim hoạt hình gì mà có mấy con cù lần nó làm trong ngân hàng á. Nó làm chậm thiệt là chậm luôn á. Các bạn nhớ không? Lần đầu tiên mình thấy nó ngoài đời luôn á. Con này nó làm cái động tác nó chậm chậm còn hơn mình quay slow motion nữa luôn á. Gà này gà gì em? Gà Ấn Độ. Nuôi đá hả hay sao? Nuôi làm kiểng hả? Nhưng mà nuôi để ăn thịt hả? Hay là cho nó đẹp anh? Chú ấy chưa? Wow. Ăn gì đó. Nhím. Nhím nè. Nhím nè. Nhím nè. Nhím ơi. Mày là con gì? Mày là con gì hử? Mày là con gì? Nè. Con này con gì anh? Diều hâu hả? Ồ. Diều hâu à? Chào diều hâu. Gì? Bạch xà đúng không con? Con mày, mày là con gì? Thanh xà hả? Còn hai con này do không có ghi bảng nên mình cũng không biết là hai con gì nữa. Nhìn mình nghĩ chắc là con cáo, nhìn mặt nó nhọn nhọn giống như mặt con cáo. Áo xanh. Cam áo xanh làm gì đó? Nhiều chuyện ghê. Đâu hả? Chơi với. Chơi với. Vậy đó. À. Anh ơi con này là con gì vậy anh? Con điên điển hả? Con điên. Con điên, con điên, điển. Điên. Con điên. Điên điển. Điên. Điên điển. Ồ nhìn mới tập quá ha. Đây các bạn, chúng tôi đang ở trên đảo Nhiếm. Khách du lịch chúng tôi vượt đường xá xa xôi 30-40 cây số tới đảo, nhưng dân đảo thì sợ dịch cho nên là né tránh chúng tôi nè các bạn. Coi nè, coi nè, coi nè, coi nè. Coi dân đảo nè. Sợ dịch cho nên là bây giờ không ra tiếp khách nè. Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. Đóng cửa tắt đèn.
chơi với chim chóc muôn thú đã đời xong, thì mình nghe dân đảo nói là ở một cái khu vực khác, công ty Xuân Cầu có nuôi hươu sao nữa. Cho nên mình quyết định thuê xe của dân đảo để tới cái vùng đó coi như thế nào. Trên đường đi thì có đi xuyên qua một khu rừng. Mình là cô bé Hoàng Khăn Đỏ, ước gì có chó sói đột nhiên xuất hiện ăn thịt cô bé Hoàng Khăn Đỏ, để có một anh chàng thợ săn đẹp trai, hào hoa, phong nhã đến giải cứu mình. Nhưng mà chờ hoài chẳng thấy chó sói đâu hết. Trời ơi, nói giỡn chứ đường đi rất là đẹp luôn á các bạn. Đi qua những cái trảng cỏ rộng mênh mông luôn, bên tay trái là hồ nước, có những cây cổ thụ già, cảm giác rất là bình yên. Chào Hưu. Chào Hưu ơi. Ơi, Bambi, Bambi. Bambi đường nay mà. Chào Hưu à. Ôi. Cái gì vậy? Ôi. Em thật lá rồi. À, phải có lá mới dụ được đó hả? Bình thường nó không có. Giờ tao hỏi lại. Nếu mà tụi mày thấy tao đẹp thì tụi mày hãy ăn cái lá này. Nếu mà tụi mày thấy tao quá đẹp, chim sa cá lặn, thì tụi mày hãy tiếp tục ăn. Để tiếp tục ăn vì vẻ đẹp của ta đi. Hưu ơi. Hưu à, chúng ta là bạn mà, từ từ con đừng làm bạn sợ, con nhẹ nhàng trầm tĩnh. Lá ngon không? Ba cây á. Đảo mình chủ yếu là dân là sống bằng nghề gì? Trồng nấm. Tâm y, à. Nghề nóng. À. Gì nữa, có đánh bắt cá không? Nuôi. À, nhân nuôi gì? À, bò, thấu, bò, gà, vịt. À. Còn đánh bắt cá thì sao? Đánh bắt cá thì dân đảo ít làm. À. Chỉ có vịt bên ngoài vô làm. À. Dạo này khách du lịch như biết tới đảo nhím nhiều hơn phải không? Đông lắm. Nhưng mà dân... Bữa ăn bữa vô đông. Mà dân mình cũng hiền á, không thấy kinh doanh buôn bán gì hết. Mình quay cái tiệm tạp hóa mà mình dừng chân lúc đầu cho các bạn coi nè. Sau khi mà đi coi hươu về thì tụi mình quay lại tiệm tạp hóa với hy vọng là mua được cái gì đó để ăn. Nhưng mà trời ơi, cái tiệm tạp hóa gì mà nó nghèo ơi là nghèo, chẳng có gì để ăn uống luôn á. Uống thì chỉ có nước ngọt của Number One, bia, rồi ăn thì không có gì cả, chỉ có mì gói thôi. Mình mua vài cái bánh snack cho với nhũi ăn đỡ đói, còn mình với em gái mình chẳng có ăn cái gì cả nguyên một ngày luôn. Rất là đói, vừa đói vừa khát. Mình muốn uống một ly nước chanh cũng không có, uống một ly nước dừa cũng không có luôn. Nhiều người nói là ngắm hoàng hôn ở trên đảo Nhím này rất là đẹp. Thậm chí có một YouTuber còn nói là đảo Nhím là cái nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Cho nên hôm nay để mình chứng thực nó như thế nào, mình sẽ quay timelapse cảnh ngắm hoàng hôn. Mình cũng ngựa ra đám mì, dựng cái máy lên bấm chế độ timelapse. Nhưng mà quay được khoảng nửa tiếng 45 phút thì cái ông lái đò đó, ông Trường hồi nãy đó, ông nhớ vợ quá, ông đòi về. Mình phải gỡ máy đi. Mặt trời lúc này di chuyển từ từ xuống núi nè, tịnh tiến xuống núi.
mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cày then đêm sập cửa. Bài thơ nào của tác giả nào, các bạn nói ngay comment dưới cho mình biết nha. Anh hỏi em năm nay vừa tròn bao nhiêu tuổi mà nhan sắc mà đúng lại đồng tiền. Nè miệng em cười thì lợi rất có duyên. Đôi mắt bồ câu mái tóc mơ quyền, dốc dáng sương mai thâm trầm tiệc diệu. Anh xin giới thiệu anh đây là Tài. Anh là người hiền nhất ở đảo suối nhiếm này đây. Nhan sắc nên muốn cùng em kết nghĩa vợ chồng. Nếu em mà thận lòng, anh đem lễ vật cầu hôn. Đám cưới hai ta đã ăn bằng cửa hàng sang trọng. Còn đưa dâu phương tiện là 3-4 chiếc đò. Tàu chiếc đò mày. Tạm biệt đảo Nhiếm, tụi mình lên tàu để về lại đất liền đây. Vừa ngồi trên tàu, mình vừa ngắm hoàng hôn xuống. Có hai chia sẻ dành cho các bạn. Thứ nhất, nếu các bạn đi đảo Nhiếm thì chọn đi vào mùa mưa nha. Mùa mưa tức là khoảng tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì khi đó hoa sen sẽ nở rất là đẹp. Cỏ cây cũng sẽ xanh mướt, không như là mình đi vào mùa khô. Cái thứ hai nữa là khi đi nhớ mang thật nhiều đồ ăn theo nha. Và khi trở về nhớ là dọn rác thật là sạch sẽ, chứ đừng có để lại rác trên đảo nha các bạn. Các bạn thấy không, bờ hồ là một nơi rất là lý tưởng để thả diều vào buổi chiều. Nhưng mà xung quanh đó, người ta dục rác quá trời luôn, rác trắng cả bờ hồ luôn. Điều này làm mình rất là buồn về ý thức của cái người đến chơi ở đây. Tụi mình kết thúc chuyến đi ở đảo Nhiếm lúc khoảng 5 giờ mấy, gần 6 giờ. Trong một cái tâm trạng nói chung là cũng rất là vui, bởi vì một cái trải nghiệm thú vị trên đảo Nhiếm trong cái mùa dịch này. Tuy nhiên là khá là mệt mỏi và đói bụng, sáng giờ mình chưa có ăn gì hết. Ở trên đảo thì người dân không có làm du lịch cho nên là họ không bán thức ăn gì hết, không có bán cái gì để ăn hết. Chỉ có một thứ duy nhất là bánh snack với lại mì gói. Mà mình thì ớn ăn mì gói quá rồi, cho nên là sáng giờ mình chưa ăn gì hết. Bây giờ mình sẽ ăn một cái gì ngon ngon đây. Các bạn lần sau nếu mà có ghé đảo Nhiếm thì nhớ mang theo đồ ăn để đi cắm trại nha. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Mình quá mệt. À quên, tái bút. Các bạn nhớ subscribe kênh của mình để theo dõi kênh của mình thường xuyên nha. Đồng thời các bạn nhớ tương tác với kênh mình bằng cách like hoặc là dislike cũng được, để cho mình biết là các bạn có thích hay là không thích clip mình và mình cần phải làm gì để cải thiện, để làm tốt hơn cho những clip sau. Các bạn để lại comment bên dưới cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.